Sách Thi Thiên, chương 87. Si-ôn là nguồn phước cho muôn dân. Chúa đặt nền cho thành của Ngài trên núi thánh. Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn hơn những nơi ở của Gia-cốp. Hỡi thành của Đức Chúa Trời, người ta đã nói về vinh quang của ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Babylon là những người quen biết ta. Kìa, Philippines và Tyre với Ethiopia. Họ nói, người này đã sinh tại Sion. Phải, người ta sẽ nói về Sion rằng, kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Sion. Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng, kẻ này đã sinh tại Sion. Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng, mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi. Sách Luca, chương 8. Các nữ môn đồ. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, công bố và rao truyền tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. 12 sứ đồ cùng đi với Ngài, cũng có vài phụ nữ đi theo Ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật. Mary gọi là Magdalene, là người được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ. Giannơ vợ Chusa, quản gia của vua Herod. Susanna và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài. Ẩn dụ về người gieo giống. Khi đoàn dân đông tụ họp và người ta từ các thành đến với Ngài, thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ. Có một người đi ra gieo giống. Khi vải giống, một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết. Một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên liền héo đi vì thiếu hơi ẩm. Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi. Lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần. Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Giải nghĩa ẩn dụ. Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng với kẻ khác thì ta dùng ẩn dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ẩn dụ đó có nghĩa như thế này. Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo. Nhưng về sau, ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ. E rằng họ tin mà được cứu chăng? Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy. Nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời, nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo, nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi, nên không trưởng thành được. Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay là đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn, để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe, vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Mẹ và các em Đức Chúa Giê-xu. Mẹ và các em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần Ngài được. Có người báo cho Ngài biết, mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Nhưng Ngài đáp, mẹ ta và anh em ta
chính là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúa dẹp cơn bão biển. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đồ và bảo: "Chúng ta hãy qua bên kia hồ." Vậy, họ chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo thuyền thì ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền và họ đang gặp nguy hiểm. Các môn đồ đến đánh thức ngài và nói: thầy ơi, chúng ta chết mất." Ngài thức dậy, quở gió và sóng. Chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ngài phán với các môn đồ: "Đức tin các con ở đâu?" Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: "Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài?" Chúa chữa người bị quỷ ám ở Gê-ra-sê. Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Gê-ra-sê, đối diện miền Ga-li-lê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu, anh la lên, sấp mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn: "Lạy Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu. Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi." Vì Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho ế linh phải ra khỏi anh ta, đã nhiều lần quỷ nhập vào anh. Mặc dù người ta xiềng, cùm và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc. Đức Chúa Giê-xu hỏi: "Ngươi tên gì?" Nó thưa: "Quân đoàn, vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. Các quỷ này xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu." Bây giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giê-xu cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy. Ngài cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ truyền dốc lao xuống hồ và chết chìm. Các người chăn heo thấy vậy, chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê. Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Giê-xu, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Giê-xu, mà áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về việc người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh miền Gê-ra-sê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. Người được Đức Chúa Giê-xu đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo: "Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con." Vậy, người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Con gái Gia-ru và người phụ nữ bị rong huyết. Khi Đức Chúa Giê-xu trở về, đoàn dân đông đón rước Ngài vì mọi người đều trông đợi Ngài. Có một viên quản lý nhà hội tên là Gia-ru đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu và nài xin Ngài vào nhà mình. Vì ông có cô con gái duy nhất 12 tuổi đang hấp hối. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Dù đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc, nhưng không ai chữa được cho bà. Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài, thì lập tức máu cầm lại. Đức Chúa Giê-xu phán: "Ai đã chạm đến ta?" Không một người nào nhận cả, nên Phi-e-rơ và đồng bạn nói: "Thưa Thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép Thầy đó." Đức Chúa Giê-xu phán: "Có người nào đã chạm đến ta, vì ta nhận biết có năng lực từ ta phát ra." Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. Đức Chúa Giê-xu phán với bà: "Hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an." Trong khi Ngài đang nói, thì có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo:
con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Đức Chúa Giêsu nghe vậy nên phán với Gia-ru: đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống. Khi đến nhà, ngài không cho ai bước vào với ngài ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ của đứa trẻ. Mọi người đang khóc lóc, than vãn về nó, nhưng ngài phán: đừng khóc, nó không phải chết đâu, nhưng đang ngủ. Họ biết nó thật chết rồi nên nhạo cười ngài. Đức Chúa Giêsu cầm tay bé gái gọi lớn: con ơi, hãy trỗi dậy. Linh hồn trở lại, đứa bé liền trỗi dậy và ngài bảo cho nó ăn. Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng ngài truyền cho họ không được nói với bất kỳ ai về việc đã xảy ra. Sách Jeremy chương 13. Đai thắt lưng bằng vải gai. Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước. Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng. Lời Đức Giê-hô-va lại truyền cho tôi lần thứ hai rằng: hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra, đi ngay đến bờ sông Euphrates và giấu vào một kẽ đá tại đó. Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Euphrates như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi: con mau đến bờ sông Euphrates lấy lại cái đai mà ta đã bảo con đem giấu tại đó. Tôi đi đến sông Euphrates đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa. Bây giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. Dân gian ác này không chịu nghe lời ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng này. Đức Giê-hô-va lại khẳng định: vì như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thể nào, thì ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và cả nhà Giu-đa vào ta thể ấy, để chúng là một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho ta. Nhưng chúng không chịu lắng nghe. Còn hãy nói với chúng lời này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, bên nào cũng phải đầy rượu, chúng sẽ nói với con: chẳng lẽ chúng tôi không biết bình nào cũng phải đầy rượu sao? Con sẽ nói tiếp: Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ khiến tất cả dân cư trên đất này, các vua ngồi trên ngai David, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri và toàn dân Israel đều say sưa. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm cho người này xung đột với kẻ kia, cha con va chạm nhau, ta sẽ không nương tay, không xót thương, không thương cảm khi ta hủy diệt chúng. Cảnh cáo về sự lưu đày. Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán, hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi ngài khiến tối tăm phủ xuống, trước khi chân các ngươi vấp ngã trên các núi lúc chạng vạng. Các ngươi mong đợi ánh sáng, nhưng ngài biến nó thành bóng sự chết, trở nên bóng tối dày đặc. Nhưng nếu các ngươi không nghe, linh hồn tôi sẽ khóc thầm cho thói kiêu ngạo của các ngươi. Tôi sẽ khóc lóc đắng cay, nước mắt đầm đìa, vì bầy của Đức Chúa Trời bị bắt đi. Hãy nói với vua và thái hậu rằng, xin xuống khỏi ngai mà ngồi dưới đất, vì vương miện rực rỡ đã rơi khỏi đầu các người rồi. Các thành Negev đều bị phong tỏa, không có ai giãi vây cho chúng. Cả Giu-đa bị lưu đày, toàn bộ bị bắt đi. Hãy ngước mắt lên xem, những kẻ đến từ phương Bắc, bầy chiên đã giao cho ngươi. Bầy chiên làm cho ngươi tự hào đâu cả rồi.
Ngươi sẽ nói gì khi những người mà ngươi dạy dỗ và làm bạn với ngươi được lập lên cai trị ngươi? Chẳng lẽ ngươi không thấy khoảnh khắc như người đàn bà đau đớn lúc sinh con sao? Nếu ngươi tự hỏi trong lòng, tại sao những việc này xảy đến cho tôi, thì đó là vì tội ác nghiêm trọng của ngươi. Mà váy ngươi tóc lên, thân xác ngươi bị bầm dập. Người Ethiopia có thể đổi được màu da, hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ác, sẽ làm được điều thiện. Vậy, ta sẽ rải các ngươi khắp nơi như rơm rác, bị gió hoang mạc cuốn đi. Đức Giê-hô-va phán, đó là số phận của ngươi, là phần ta dành cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và tin cậy vào sự giả dối. Ta cũng sẽ tóc váy ngươi lên tận mặt để phơi trần nỗi ô nhục của ngươi. Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi, tội ngoại tình, trò hú hí dâm ô, đàn điếm của ngươi trên các đồi núi, giữa ruộng đồng. Hỡi Jerusalem, khốn cho ngươi, ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ? Chương 22. Lời cảnh báo vua Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán, hãy xuống cung điện vua Giu-đa, tại đó con công bố lời này. Con hãy nói, hỡi vua của Giu-đa, người đang ngự trên ngai Đa-vít, vua cùng với triều thần và thần dân của vua là những người vào ra cổng thành này. Hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, hãy làm điều công bình, chính trực, giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ hà hiếp, không gây thiệt hại hay đối xử tàn bạo với các ngoại kiều, các cô nhi quả phụ, đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. Nếu các ngươi thật lòng vâng theo lời này, thì sẽ có các vua nối ngôi David ngồi trên xe và cưỡi trên ngựa cùng với các triều thần và thần dân vào ra các cổng cung điện này. Nhưng nếu các ngươi không lắng nghe những lời này, Đức Giê-hô-va khẳng định, ta chỉ chính mình mà thề rằng cung điện này sẽ trở nên hoàn toàn. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về cung điện vua Giu-đa. Ta xem ngươi như Ga-la-át, như đỉnh núi Li-ban, nhưng chắc chắn ta sẽ biến ngươi ra hoang mạc. Các thành phố không người ở, ta sẽ dành sẵn những kẻ phá hoại có vũ khí tiêu diệt ngươi. Chúng sẽ đốn những cây bá hương tốt nhất của ngươi và ném vào lửa. Các dân tộc đi ngang qua thành này đều hỏi nhau, tại sao Đức Giê-hô-va đã xử như vậy với thành lớn này? Sẽ có người trả lời, vì dân thành đó đã bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà thờ lạy và phục vụ các thần khác. Đừng khóc cho người chết, cũng đừng thương tiếc họ, nhưng hãy khóc cho kẻ ra đi, vì nó sẽ không trở về, không còn thấy nơi chôn nhau cắt rốn mình nữa. Vì Đức Giê-hô-va phán về Sa-lum, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, người kế vị cha mình là Giô-si-a, và là người đã rời khỏi nơi này như sau. Vua ấy sẽ không trở về đó nữa, nhưng sẽ chết tại xứ bị lưu đày và không còn thấy lại đất này nữa. Khốn thay cho kẻ cất nhà bằng sự bất chính, xây phòng bằng sự bất nghĩa, dùng người lân cận làm việc không công, chẳng trả thù lao cho họ. Nó nói, ta sẽ xây một tòa nhà nguy nga với nhiều phòng thênh thang, rồi nó trổ nhiều cửa sổ, ốp tường bằng gỗ bá hương và sơn son phết vàng. Có phải ngươi được làm vua vì ngươi tranh đua xây nhà bằng gỗ bá hương không? Chẳng phải cha ngươi đã ăn uống và làm điều công minh chính trực nên được hưng thịnh đó sao? Ngươi xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải như vậy là nhận biết ta đó sao? Nhưng mắt và lòng ngươi chỉ biết trục lợi bất chính, làm đổ máu vô tội, ra tay áp bức và bạo hành. Vì vậy, về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán, người ta sẽ không thương khóc người. Thàn ôi, anh của tôi,
hay than ôi chị của tôi, người ta cũng chẳng thương tiếc người. Than ôi Chúa tôi, hay than ôi vinh quang của người, người sẽ bị chôn như một con lừa, bị kéo đi và vứt bên ngoài cổng thành Jerusalem. Hãy lên núi Liban mà kêu la, hãy cất tiếng than trên dây Basan, kêu gào trên đỉnh Abarim, vì tất cả người yêu của ngươi đều bị tiêu diệt. Ta đã nói với ngươi khi ngươi đang yên ổn, nhưng ngươi nói, tôi không muốn nghe. Từ nhỏ, lối sống ngươi đã như vậy, ngươi chẳng bao giờ vâng lời ta. Gió sẽ lùa mọi kẻ chăn của ngươi, những người yêu của ngươi sẽ bị lưu đày. Bây giờ, ngươi sẽ xấu hổ và tủi nhục vì mọi gian ác mình. Ngươi là kẻ cư ngụ giữa cung rừng Liban, yên ấm trong các lâu đài bá hương. Khi cơn đau đớn giáng trên ngươi, ngươi sẽ rên xiết, quặn thắt như người đàn bà lúc sinh con. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, dù Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, có là chiếc nhẫn trên tay phải của ta, ta cũng lột ngươi đi. Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ muốn hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ mà ngươi khiếp sợ, tức vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, và vào tay người Canđê. Ta sẽ đuổi ngươi và người mẹ sẽ sinh ra ngươi đến một xứ khác, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn mảnh đất mà linh hồn chúng khao khát trở về thì sẽ không được trở về. Vậy, có phải Jeconia này là chiếc bình vỡ nát bị khinh thường không? Chiếc bình mà không ai ưa thích cả. Tại sao vua ấy và cả dòng dõi nó bị quẳng đi, bị ném vào trong một xứ mà chúng chưa từng biết? Trời đất, đất đất, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy ghi nhận người này như là kẻ tuyệt tự, một người cả đời không thành đạt, vì cả dòng dõi nó không một ai thành đạt, được ngồi trên ngai David và cai trị trong Giu-đa nữa.